Quyền. Quyền gì? Em. Không có em ăn gì hết trơn á. Thôi mà. Nào. Anh nói nè. Cái chuyện đó không phải tại anh đâu. Do thằng Tiến với Tiến nó bậy đó, nó chọc mình đó. Em mà không tin nha, anh kêu lại nó tới đây. Rồi 1, 2, 3 bốn mặt một lời luôn, cho em tin. Em không cần biết là tại anh Tiến hay tại thằng Ti. Em chỉ biết em giận anh thôi. Ai kêu anh nói là hả, anh thích con gái dịu dàng hiền lành. Ý anh nói là tôi không chịu dàng hiền lành đúng không? Đúng rồi. Anh nói lộn á. Anh nói nghe nè, trong cái xóm này nha, em Huyền của anh á mà không dịu dàng thì chẳng có đứa con gái nào dịu dàng hết á, đúng không? Thì coi như là tôi tin anh vậy đi. Vậy em hết giận rồi ha? Không, tính em tin mà chứ em đang hết giận đâu. Bây giờ anh mà muốn em hết giận nha là anh phải giải thích câu đố của em. Câu đố? Làm được không? Không được thì thôi, giận tiếp. Thôi, được. Bây giờ không được cũng đâu có được đâu. Rồi, em đố đi, anh giải nè. Bằng bóng lưu ơi bằng ơi là ai a đồ chàng bông rồi lại mây bông là ai a đồ chàng bông rồi lại mây bông bông xanh bông trắng rồi lại dần bông ơi bằng ơi bông lê cho bằng bông lưu ơi bằng ơi là ai a đồ chàng bông rồi lại mây bông là ai a đồ chàng bông rồi lại mây bông. Sao rồi? Anh nghĩ ra chưa? Anh đang nghĩ nè, mà nghĩ chưa ra. Sao anh dở quá vậy? Khó quá, cho qua nha. Không có được đâu. Anh nghe kỹ lại nè nha. Xanh bông trắng rồi lại vàng bông ơi bạn ơi bông lê cho bằng bông lưu ơi bạn ơi là ai a đồ chàng bông rồi lại mây bông là ai a đồ chàng bông rồi lại mây bông bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông ơi bạn ơi bông lê cho bằng bông lưu ơi bạn ơi là ai a đồ chàng bông rồi lại mây bông là ai a đồ chàng bông rồi lại mây bông bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông ơi bạn ơi bông lê cho bằng bông lưu ơi bạn ơi là ai a đồ chàng bông rồi lại mây bông là ai a đồ chàng bông rồi lại mây bông rồi. Nó đâu có yêu mày đâu, làm sao mà nó trả lời được câu hỏi của mày. Đúng rồi đó, tôi thấy mấy cặp yêu nhau á là hỏi một câu trả lời được một câu mà. Đó, anh nghe chưa?
Ui, cái thằng này nha. Mày nói gì vậy? Hai đứa mày làm cho bé Quyền giận tao rồi ra phá đám nữa. Thì sao? Có thiệt bộ. Nè nha, tao với bé Quyền mà không làm lành được đi ha, tụi mày về nhà đi, mình tới tới xuống tao đó. Tao sợ quá, tao sợ quá. Quyền ơi, đúng rồi Quyền ơi, thằng nhất nó không có thương em đâu. Một câu hỏi dễ như vậy mà nó vẫn không trả lời được, vậy là nó không thương em rồi. Đúng rồi, nó thương đâu. Đúng rồi. Đi. Bây giờ ha, để chứng minh tình yêu của bay mày dành cho Quyền, bây giờ mày thử ra mày hò đi hay mày hát cũng được, mà nghe phải hay với là phải có mùi ở trọng á nha, là mới được tha thứ. Đúng Quyền. Đúng mày, đúng là tôi mới đúng à. Đúng phải vậy. Sao mà hát được? Ông hát đúng không? Vậy tôi chia tay anh luôn. Trời ơi, chia tay rồi. Quyền, em biết trong cái xóm này anh hát dở nhất mà. Không biết. Karaoke anh còn hát còn không được nữa đó. Không biết. Bây giờ phải ráng đi chứ sao, giờ mình yêu mà. Trời ơi. Trời ơi. Thôi, vì em á, nghe anh hát nè. Trời ơi. Trời ơi. Ai về Đồng Tháp mà nghe hương sen trong gió lời ai chơi. Ai về. Nó không biết hát rồi. Thôi, Quyền ơi, mày tha cho nó đi. Ê mấy đứa, nó hát nghe cũng mùi đúng không? Mùi dữ lắm, quá mùi. Đó, hai đứa này nó xác nhận là có mùi rồi kìa. Nè, mày cứ giận nó hoài đi nha. Nó thương nhỏ khác, ráng chịu, nó có thương mày nữa đâu. Sao? Em thích anh thương nhỏ khác đó. Anh cũng thừa biết là em thương của mình ảnh thôi mà. Dạ. Ghê quá. Em thương chị sơ thương của mình. Anh còn anh cười chung nữa hả? Ê, em giận anh luôn. Ê, Quyền, để anh nhắc. Đi nè, đừng có giận anh nữa mà. Trời ơi, cái mặt vậy mà nói không giận người ta. Cười cái coi nè. Cười đi. Thôi cho năn nỉ đi. Không có năn nỉ gì hết trơn á. Thôi mà, đừng có giận nữa mà, tội nghiệp anh mà. Em đâu có giận anh đâu. Anh biết tại sao không? Tại vì lỡ thương anh rồi, em biết phải làm sao. Lỡ thương anh nhiều, đêm ngày em cứ ra vào. Nhà anh cột siêu dạch là thân nghèo không ba không má. Đã thương em rồi, anh đâu dám trèo cao. Những đêm trăng buồn, anh đứng đợi bờ sông để em bên sao. Thương nhớ dân trào. Làm sao mà anh dám tới, vì đời ngăn chia hai lối. Em trong sang giàu, còn anh nghèo sợt trái mộng tơi. Rời xa cô mẹ cha đồng ý duyên đôi mừng. Anh hứa chung tình cho đến muôn đời sau. Dù non cao biển lớn hay sông dài, anh cũng không ngại gian khó, chỉ cần có em trong vòng tay. Thiệt á, là chỉ có em trong vòng tay không? Anh, em thấy người ta cưới nhau vui quá trời luôn á. Còn mình thì... Em thích anh cưới hả? Thật sự không phải anh không muốn cưới em, nhưng mà tự vì nhà anh nghèo quá
em chê anh. Không có đâu, ba má em không có khó vậy đâu. Với lại á, ba má em thương em nhất luôn á. Anh cứ qua đi, anh cứ nhờ người qua nói chuyện với ba má em đi nha. Vậy thì em nói vậy để anh về anh nhờ người qua ha. Tại anh biết sao không? Tại vì lỡ thương anh rồi em biết phải làm sao. Lỡ thương anh nhiều đêm ngày em cứ ra vào. Dạ anh cô còn siêu dạch là thân nghèo không ba không má đã thương em rồi anh đâu dám trèo cao. Những đêm trăng buồn anh đứng đợi bờ sông để em bên sao trong lòng thương nhớ dâng tràn. Làm sao mà anh dám tới vì đời ngăn chia hai lối em trong sang giàu còn anh nghèo rớt trái mộng tới. Xin anh giữ trong tim những kỷ niệm xưa. Nhìn chiều mưa mình đón đưa nhau về, hai đứa nguyện thề mãi không rời xa. Cho đến muôn đời sau, dù non cao, biển lớn hay sông dài, anh cũng không ngại gian khó, chỉ cần có em trong vòng tay. Dù non cao, biển lớn hay sông dài, anh cũng không ngại gian khó. Chỉ cần có em trong vòng tay, chỉ cần có em trong vòng tay, chỉ cần có em trong vòng tay. Quyền, hồi nãy anh nghe em nói là em chỉ thương mình anh thôi đúng không? Ủa? Sao hồi nãy năng nỉ người ta mạnh miệng như lắm mà sao bây giờ lúng túng dữ vậy? À thì tại vì thực sự là người ta cũng có chuyện muốn nói nhưng mà người ta không có nói được. Anh nói đi, anh nói đi. Anh mà không nói là em giữ, anh giữ, anh giữ. Không là em nè, mấy người lẹ. Quyền à, anh sao có chuyện gì hả? Anh sao nói nghe coi chuyện gì? Anh không nói đúng không? Em đi á. Không, anh nói là em sợ em không gật đầu. Anh mà chuyện gì nói em nghe coi, anh cứ anh hoài à? Anh sao? Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền ai qua sông nụ cười mênh mông. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu mùa mưa, cầu tre dẫu khó đưa dấu. Bằng lòng bên anh dưới mái tranh nghèo, về đây người quê chỉ có tấm lòng
có chiếc xuồng ba lá để yêu nhau. Ôi đóa hoa tím trôi liêu xiêu, dòng sông nước chảy liêu xiêu, anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương. Ôi những đêm ngắm sông nhớ em buồn muốn khóc, mình anh ca điệu ly qua câu. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh. Bằng lòng anh xin thưa má thưa ba, mình ngồi bên nhau chuyện trò đêm thâu. Tiếng chuông chiều bình yên, tựa nghe câu hát xa đường. Mình ngồi bên nhau dưới ánh sao mờ, lặng nghe dòng sông tiếng sóng vỗ bờ, tiếng đàn kềm mát mát buồn trên sông. Dòng sông nước chảy liêu xiêu, anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương. Ôi những đêm ngắm sông nhớ em buồn muốn khóc, mình anh ca điệu ly. Bằng lòng theo anh, bằng lòng đi người yêu nhỏ bé, khúc dân ca bắc cầu em tới, ngàn trùng xa dù nắng dù gió, nhớ thương nhau điệu lý qua cầu. Bằng lòng đi em, bằng lòng, bằng lòng theo anh, bằng lòng đi em, bằng lòng nghe em. Đó, anh nói rồi đó. Giờ ý em sao vậy? Em cứ chê anh nghèo không? Em có chịu về nhà không? Tôi nghe đâu đây hình như có ai nói á là người kia có chịu theo người này về Vinh hay không kìa. Tôi cũng nghe đâu đây có ai hỏi là người kia có chịu cho ba má qua thừa chuyện không nè. Tôi đây, tôi cũng nói nào. Em cũng nghe cái gì mà sợ trời mưa người ta đi cầu dừa trật té xong lên. Mấy cái người này á, tôi đang lo ông chết đây, còn qua đâu có đám nữa. Thôi bây giờ đi về đi, để tôi với bé Quyền nói chuyện xong đã. Không. Một đám cưới tôi mời. À, đi về. Đi về. Ê, cái gì nữa? Đám cưới đi nhưng mà không có phong bì nha. Cái gì vậy? Cái gì đám cưới mà không có phong bì? Thôi, được rồi. Khỏi phong bì, ngoan thôi được chưa? Thôi là như vậy. Hả?
Sao em cười không vậy? Không nói gì đi. Bộ em chê anh nghèo không bằng vợ anh hả? Anh bị khùng hả? Em mà chê anh nghèo á là em không thương anh rồi. Là tại vì tối hôm qua em nằm mơ. Em nằm mơ hả? Nằm mơ thấy gì vậy? Nằm mơ thấy gì vậy? Nằm mơ hả? Nằm mơ thấy gì vậy? Nằm mơ thấy gì vậy? Trời ơi, nằm mơ thấy gì vậy? Chưa chịu về nữa. Chưa. Ôi trời ơi, ở đây có phim tình cảm ai muốn chết vậy? Không biết ổn. Thôi mệt quá à. Muốn nghe hả? Tôi kể anh nghe nè. Chưa vô vô vậy. Mày nghe lên coi. Tối qua nằm mơ gì kể nghe coi Quyền. Kể đi. Thôi chị Quyền mơ gì vậy? Nghe nè. Thì hôm qua em nằm mơ là... suốt đời dù gian lao khó
khó khăn, một lòng gìn giữ hạnh phúc trọn đời không phai, một lòng gìn giữ hạnh phúc trọn đời không phai, một lòng gìn giữ hạnh phúc trọn đời không phai.